Mến chào quý vị và tất cả các bạn. Thì rất vui gặp lại quý vị và các bạn clip mới tối hôm nay. Thì hai video trước thì mình có đến ngôi nhà quan, mình ngủ thử thách 2 đêm. Đêm đầu thì mình nghe tiếng động trong cửa sổ, mình ngủ không được. Và bên trong thì mình thấy có một cái bóng. Còn clip thứ hai là có cái bóng nó trồng mùi chuối, nó làm xào xào, mình ngủ không được. Thì cũng có nhiều bạn nói là bóng người cao tuổi cả nhà. Có nhiều bạn nói là bóng này là kiểu như người già, có người thì nói bóng còn trẻ, nhảy nhạc, hip hop đó. Thì cũng có nhiều bạn nói là comment là bóng bị đói đi run. Thì mình nghĩ là bóng mà bị đói đi run là cái đó là có thật, chắc có lẽ có thật cả nhà. Thì tối hôm nay mình sẽ lại cái ngôi nhà quan đó, mình sẽ cúng cho ông bà và các vong linh. Bởi vì mình đã làm phiền họ 2 video rồi, thì qua video thứ ba này mình sẽ cúng cho họ. Cúng thì cũng đơn giản cả nha, bánh nhang khói vậy thôi. Đó. Thì cả nhà thấy clip hay thì nhớ đăng ký kênh. Đăng ký kênh là hoàn toàn miễn phí nha cả nhà. Không tốn một đồng bạc nào hết đó. Và nhớ nhấn like để video của Hiệp nó được ăn đầy sức. Thì Hiệp cảm ơn cả nhà đã đồng hành những clip của Hiệp trong thời gian vừa qua đó. Thì không nói dài dòng nữa, thôi mình đi thôi cả nhà. Thì trước khi đi đến nhà quan thì Hiệp chúc cả nhà một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Mình làm nghi thức tại đây nha cả nhà. Bên đó thì mẹ, nếu ông bà còn ở đây thì ông bà người ta qua hưởng. Mình cúng bánh xốp. Bánh này cũng khá là ngon lắm đó nha. Uống trà đồ cũng ngon. Con xin phép tổ địa thổ thần ha.
Hôm nay con đến đây con cúng cho các vong linh, ông bà cô bác. Nếu mà ông bà còn ở đây thì xúm xích về dùng bánh nha. Anh chị em còn ở đây thì ra cái tay. Để mình lấy cái máy ở ngoài mình đặt cho thêm một điểm nữa cả nhà. Tôi có thấy gì hay ho. Mình đặt ở ngoài sân thêm một máy nữa đó nha. Con mời bà hút cái con nước thuốc ha. Rồi, cái gói thuốc này con để đây ha. Ai muốn hút nữa thì lấy ha. Tự nhiên nước thuốc nó nghích cả nhà. Thất hồn ta. Rồi mình đi ra ngoài khoảng tiếng mình vô nha cả nhà. Cả nhà ở đây mà có thấy ở trên 2 cam á, thấy gì thì nhớ comment ha.
Mình lại tới máy rồi nha. Nãy giờ không biết ở đây có hai máy có ghi hình gì không rồi cả nhà. Thì quý cô chú anh chị có thấy gì thì nhớ comment ha. Ồ, ông bà hút đứa thuốc mới vừa rụng luôn cả nhà. Còn bánh kẹp thì hiện giờ đã cong luôn. Rồi mình kết thúc clip tại đây nha. Anh chị em nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình.